Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Tú Anh. Năm nay em 23 tuổi và em làm người mẫu tự do. Tú Anh 23 tuổi. Say rồi. Quê em ở đâu? Em là ở Gia Lai. Người Gia Lai ơi, sao mà đẹp dữ vậy? Đến đây thì mong muốn gặp mẫu chàng trai như thế nào? Cỡ nào, cỡ nào? Anh được không cưng? Em cao 1m65 nhưng em thích những chàng trai cao 1m8 trở lên. Chạy qua liền, ở bên kia có ai 1m8 không? Bên đây ai 1m79 theo tôi nè. Theo tôi đi về đi chứ ngồi đây chi nữa. Em ra là 1m8 trơn, về lại đi anh ơi. Dạ không, bên đây tụi em toàn là 1m85 trở lên. Thôi chị không qua bển đâu, chị bám trụ với cái bụng này. Không được. Để tôi qua tôi coi làm sao. Đây. Chứ bây giờ đi là không muốn cúi mặt xuống nữa. Chiều chị qua đi. Tú Anh nhà chị bây giờ chỉ còn ngước mặt trên cao nhìn. Mời chị nhìn. Ập ngã sập với dai con trai. Con dạ. Ăn gì đẹp vậy? Dạ con ăn cơm ngày ba bữa. Về nhà con gửi lời với ba má con. Dạ. Là làm sao để con đẹp quá, cảm ơn ba má nha. Cao mét mấy con trai? Dạ con không cao được mét 8. Con chỉ 7-9 rưỡi à. Không, cho tôi cái rưỡi đó thôi cũng được nữa. Trời ơi, chuột như keo tôi à. Tú Anh ơi, bên đây là cái như không còn nói gì được nữa hết trơn á. Chuột bận trâu. Bận trâu. Thôi tôi đây tôi mặc áo dưới tay dài á. Con tôi bị nhục rồi. Thì hôm nay mà em quen Tú Anh bên kia đó thì giống như người mẫu xe vậy đó. Mỗi lần em buôn bán cái xe nào khó khăn cho người mẫu ra bốn cái kịch. Đăng dùm bài hay là dễ bán rồi đó. Ừ, còn bên đây người ta người mẫu mà đẩy vô lực sĩ nữa. Ai chịu nổi hả lần. Hai vợ chồng vừa đẻ ra đẹp nhất bệnh viện rồi. Ha. Rồi còn đây nữa. Bên này mà còn chống mai tài phến là bên kia người ta cũng biết là cái người này đẹp cỡ nào. Trời sao tôi thích dễ sợ. Giờ sao ta? Bên đó là tôi leo nóc nhà rồi, chẳng lẽ giờ tôi leo lên phim trường tôi nói luôn. Em nói rồi mà, bên đây nhà em không có thua gì đâu. Em ơi, chưa thấy cái chương trình nào mà có ba anh chàng đẹp trai mà hát dở vậy đó em. Nãy giờ nghe ba giọng hát quanh vàng. Một anh thì nuôi chim, một anh là lực sĩ, một anh buôn bán xe hát mà có hơi vàng ủ gà. Trong ba cái giọng hát đó em thích nhất, ấn tượng nhất với cái giọng giới thiệu của ai? Em ấn tượng nhất với cái giọng hát của cái anh hát hay nhất ở trong ban đó. À, là cái anh lực sĩ đó. Anh lại thích cái anh cuối cùng anh hát hay, bán xe anh hát hay. Anh Dũng cuối cùng mà hát dở chị. Ừ. Xin lỗi Dũng, xin lỗi. Ừ. Không có ý Dũng, không có ý. Dũng ơi, bạn thân nó bọn ác lắm. Nó cũng khoái gái người ta luôn. Bỏ qua nha. Bỏ qua cái gì? Vợ mình đẹp mình vẫn dần dần mặt. Mình vẫn ra mình nói lực Dũng. Nhìn vợ anh nói chuyện. Đó là một điều tự hào vậy, nếu mà vợ đẹp. Sơn nói là dẫn em tới, kêu lực chứ Dũng ơi, vợ anh nè, chào chị đi mấy đứa. Được chưa? Dạ được rồi. Trời nói chứ tôi binh cô gái bên này, tôi cũng không thể nào mà không binh ba anh chàng trai đây. Em là làm người mẫu ảnh á, thì em có hay chụp những bộ ảnh bikini không em? Bikini mà cái tay làm gì vậy? Bạn em hả? Nãy giờ đâm em không á Dũng. Ông này qua đây nè, ông làm MC với tôi nè. Ông có ế chung với người ta bây giờ người ta đi cưới vợ, ông còn lót tót ở đây. Bởi vì nãy nói bà 30 tuổi cưới là hợp lý. Tú Anh sẽ làm gì nếu trong ngày tân hôn chú rể tự dưng biến mất? Tự nhiên chú rể biến mất chắc đi tắm. Không em. Để lên phường. Giải phẫu không tới. Dạ, đây à. Cô dâu của em đó. Cô dâu hả? Đây, cô dâu của chúng tôi. Sau đêm tương hôm không có chú rể nó bứt tóc và ra hình hai con mặt khóc. Mắt người ta vậy mà ổng vẽ ra thành vậy. Rồi con Lực. Trời ơi đây nè. Tân học hỏi đi. Đây là một trời và đây là một vật. Đó thấy cưng chưa? Rồi và em sẽ là dạ lúc đó Tú Anh sẽ khóc và Tú Anh sẽ chạy đi tìm. Ở đâu chạy, có ba người nữa vậy? Báo công an phải không? Bước chân đấy chị. À chị tưởng đây chạy còn hai người đây, hai người công an với ông tổ dân phố chạy theo đi kiếm chân. Còn cái này là cái gì? Dạ khóc. Cái gì vậy? Con mắt khóc á. Lần đầu tiên tôi mới thấy hai con mắt y như hai dòng suối đổ nè. Câu số 2 tôi tự ra đề luôn. Nếu đã kiếm được chồng về rồi em sẽ làm gì ảnh? Nổi đen đen chắc chú rể ói vô cô dâu hay gì. Em có bạn tào lao lắm. Ủa vậy hả? Vô nó nói ra không, nó bạn ra không. Về đếm tiền. Lên cứ ngon mà về đếm tiền á, lời lỗ sao đúng không em? Dạ đúng rồi. Trời ơi, quan trọng là khúc đó. Bà đi hai mẹ con, bà ăn quá trời ăn mà bà đi cứ 50.000 bạc à. Chị ba em ơi, chị ba tốt lắm, chị ba đi 1 triệu đồng. Chị ăn chay, chị đâu ăn gì đâu. Đó, đúng không? Không, lực sĩ ơi, lực sĩ bớt đếm tiền lại. Ba chỉ có ăn nhiều chút, chỉ đưa 50.000 nhưng mà thôi.
Căng quá. Sau khi đếm tiền sau khi đếm tiền, cô dâu chú rể làm cái gì? Mày mà vẽ hình bậy vừa biết mày cái nào. Mở ra. Dạ, sau khi gặp nhau thì hai vợ chồng cùng nhau đi tắm rồi. Làm như vợ em kiếm em về rồi quế đẩy với tôi em quá. Lần sau nhớ nha, tới giờ động phòng rồi, vô hai vợ chồng lo hỏi thăm nhau cả ngày. Mỗi giờ không em mắt tay mắt xách chân cho vợ. Phóng đi nhậu chi, đi uống thêm chi, bà bắt về giờ bà đè tắm nước sôi. Thấy chưa? Bữa nay dạ, sẽ đi ngủ. Ừ, hôm nay tiền xong đi ngủ. Mà quan trọng là hình ngủ. Mạnh ai nấy ngủ đó. Tôi thích vậy đó. Đúng không? Cái gì mai tính à, dễ thương luôn, giữ sức khỏe. Rồi, bên này, hôm nay dễ dữ. Sau khi kiếm tiền rồi thì mình phải cất tiền xong rồi mình mới đi ngủ. Tại sao không dễ sợ luôn. Đếm tiền phải cất tiền thôi, mình phải cất tiền. Cất tiền thôi mới ngủ được chứ. Chế làm luôn câu sáng mai mới đi mà chết. Nếu là Tú Anh sáng sau đêm tân hôn, Tú Anh sẽ làm gì? Chạy Dũng này chơi vẽ tào lao, để qua coi. Tú Anh sẽ làm bữa sáng cho gia đình, cho gia đình ăn chị. À đúng luôn, dâu là phải dậy sáng dậy nấu ăn mà được cái dâu bệnh không biết nấu. Biết nấu Tú Anh? Dạ em biết nấu. Định đâm chọt mà không được thôi. Nấu gì? Dạ em nghĩ là nấu bánh mì ấp la. Món nó cũng nhanh tại vì sau một ngày cũng mệt mỏi. Làm gì mệt? Tại vì đám cưới tiếp khách rồi. À mắc gì phải ăn trứng. Cái món này vừa nhanh vừa gọn. À chiên trứng ấp la. À khác một cái là bên đây có mặt đầm đàng hoàng. Bên đây có mặt đầm nấu súp. Rồi còn bên đây sau khi một đêm thức dậy là mình phải là đi tắm và tắm nước nóng với tâm hồn vui vẻ nữa sau đêm tân hôn. Ủa tại đêm hôm qua không được vui lắm hả em? Tắm cho relax cơ thể, cho khỏe, cho khỏe. Tắm khoan. Cho khỏe, vậy là hôm qua đã làm chuyện gì đó mệt lắm. Nhiều khi mệt mà cười không à? Ờ đó, cái quan trọng là cái chỗ đó đó. Bây giờ hai em sẽ tặng cái bánh này cho ai? Em sẽ tặng cái bánh này cho anh Sơn. Mời anh Sơn ra nhận bánh. Nó nghe nè, Sơn, cái đứa lãnh quà hay được về trước lắm. Giống như người ta từ chối em vậy đó. Anh Dân, cái mơ meo anh cái được không anh Dân? Từ từ để đây. Làm gì làm là phải để cánh đàn ông tụi anh năn nỉ à. Chứ ai là để cho phụ nữ ta năn nỉ. Tú Anh, anh có thể ôm eo nhẹ em cái không? Không, em đẹp em không cho. Kìa Tú Anh. Kìa Tú Anh hả? Thấy ghê dễ sợ lắm. Sao phải đâu vậy? Kìa Tú Anh. Kìa. Đây, ôm eo. Đó, bắt đường tay. Phải cắt cái trái này ra thành cái khoanh. Phải chừng cắt vô tay em nha. Ok. Ăn ngon không anh? Ngon quá. Ngon quá. Anh thích ăn món gì nhất nè? Em ăn gì cũng được. Má anh thích ăn gì là em thích ăn cái đó. Vậy hả? Má anh thích ăn chay mà. Rồi. Rau không à? Mình nấu chay cho má nha. Nhưng mà ví dụ mà người thân tới thì mình có chương trình discount gì không? Em mời hết luôn, khỏi discount. Thiệt không đó? Thiệt má. Ví dụ người ta muốn cua gái, người ta mời gia đình bên gái, gia đình chị cũng đông, không mời tự nhiên bắt gì mời ông này qua bên tiệm em ăn. Trong khi gia đình chị ekip chị làm mai cho tụi em muốn mỏi cổ. Cái ý sâu xa là muốn phá không cho hỏi thăm nhau. Thôi ông đừng có đưa bên giật bạn ông Minh quá à. Canh chua là muốn là nấu với tép á, hay biết nấu món đó không? Chắc chắn là không biết rồi. Chứ cái món đó là anh biết nấu nè, chỉ được em luôn á. Vậy em không mấy em về nhà anh Dũng hay nấu cho Dũng đi Sơn? Rồi có em chỉ nấu cho em ăn chứ sao nấu cho anh Dũng được. Anh thích mua sắm không? Anh thì không có thích mua sắm. Anh chị bớt mua sắm lại lấy thịt bò cuốn em anh chị. Đúng rồi, nó giả bộ cuốn lâu lâu để đứng nói chuyện á.